50 đấy à? Vâng. Hôm qua đưa lên nhóm mấy cả clip đây. Đây chú, còn một chú đây hôm qua thất nghiệp chúc. Quý chúng ta quý vị nha. Giờ sắp túi sách quý vị, mình mang lên xe chưa? Trả chưa? 2818 ạ. Ok, em gửi cho. Trả rồi hả? Trả rồi. Ok rồi. Trả rồi, cần biết được. 2818 mà biết trả có lên tiếng gì? Lạnh quá hả? Thank you.
vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lối thì nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả những fan ta. Tôi vượt thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí dung. Đi khắp châu thân để tìm ra cần bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly cái núi đang chờ, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển. Đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả lưu sen ta. Tiêu dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run. Đi khắp châu thân để tìm ra cần bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly cái túi đang chờ, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển. Đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả lưu sen ta. Tiêu dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run. Đi khắp châu thân để tìm ra cần bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly cái túi đang chờ, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển. Đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương.
không ngừng phản động thì như là việc phản động. Chính là Dương Hiền trở thành một người rất nhiều nước ngoài kiềm chế đã phá hủy bạn.相信自己的能力和坚持。Chia tình người xã hội văn minh lối kinh nguyên công nghệ hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly yêu luôn cả núi sen ta tiêu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly yêu luôn cả một tí run đi khắp châu thân để tìm ra cần quyết tâm đầy đủ mang lại sự yêu biết ly cái túi năm châu cách xa nhau hai phương châu góc biển đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương đã có biết ly lối liền hạnh phúc tự hào biết ly thương hiệu của trái tim tự hào biết ly À, cái khu vực nó nhạy cảm lắm nè. Sợ đối diện cái mông được không? Ok vậy, em muốn trên đây anh em mình muốn đều được hết luôn. Media sẽ quay lại phim của mình để cho bên chính phủ Thái Lan phát trên đài chiều nay coi luôn. Được không? Ok ha. Tay đâu, tay đâu. Đây là vũ điệu con gà. Nó chỉ có mấy động tác thôi. Đầu tiên nha, đầu tiên là mình đưa hai tay lên phía trước. Đưa hai tay thì cái động tác này là bây giờ mọi người mình đứng làm sao cho nó có khoảng cách thoải mái là thứ nhất để mình lấy oxy, nó đừng đứng sát quá. Thứ hai rồi vừa thôi còn giãn dài quá nó bị nắng. Vừa thôi mình đứng có khoảng cách, hai tay mình đưa ra phía trước vậy hình cái mỏ con gà. Em mới phát hiện ra nha, khi kêu đưa tay ra phía trước là ông chủ đưa tay khác, bà chủ đưa tay khác nha. Ông chủ đưa vậy, bà chủ đưa vậy.
Ok không ạ? Rồi làm lại nha. Rồi, bây giờ mình đưa tay phía trước hình của mọi con gà. Động tác đầu tiên nha, mình sẽ đưa bên trái. Đưa tay phía trước đủ. 1, 2, 3. Giờ mình làm thử nha. Làm thử nha. Đưa vô tư thế. Bên trái trước nha. Bên trái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Nhớ nha, lúc mình vỗ tay là mình đưa đi chân đàn chút. Thì tất cả mọi người mình nhảy nó sẽ có một cái chuyển động rồi. Làm lại lần hai chứ nghe vô nhạc nha. Thì đâu đi đâu đi thế gà. Mình nghe thử không? 1.500 người mình kiếm tiếp đầu lại là cái gì nè? 2, 3 cái gà kêu sao? Tuyệt vời quá, âm nhạc vô nhạc nha. Tư thế sẵn sàng. Con gà nó chưa về. Con gà nó kêu sao? Con gà nó kêu sao? Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người, xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, rượu dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào với ly thương hiệu của trái tim, tự hào với ly thương hiệu yêu thương. Thank you.
doctor or call center, please wait. Nhân ơi, quý cô chú chị ơi, mời bạn nào đi làm đưa tay cho Việt Nam đi ạ. Bạn nào đi làm đưa tay cho Việt Nam. Xin mời xe 64, hai tay lên vai. Hai tay lên vai di chuyển mọi người em ạ. Hàng di chuyển. Di chuyển. Mình đi theo hàng, dạ không, mình đi theo hàng, hàng thẳng ạ. Rồi bây giờ mình đi theo hàng, mình đi theo hàng. Dạ, từ từ nha, em mời hãy đi nha. Rồi đi theo hàng, vào trong mình nha. Ok. Rồi đi nhanh cho chú chị. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đi mất rồi. Đấy. Bài à? Đây con voi tuyệt vời quá. Chung chưa? Dạ hai tiếp tục một hàng nha, một hàng đi một hàng ha. Em học đi một số 8 nha. Can you help me know?
thành tựu mình đã gặt hái được khi chinh phục những hành tinh lạ, những hành tinh mới, nơi con người giàu sự khoáng sản, nơi mà con người chúng ta thật nhiều năng lượng và nguồn sức khỏe vô biên. Bởi vì không thể nào mà dễ bay đi nhanh người ta gấp đôi được. Đó mà Amun khó vượt xa, vượt xa, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 11,
thì anh đưa điểm chụp đường này này. Đây này, người ta làm cho cái chỗ điểm chụp ảnh. Tám đấy, tám ngày 20, 24, 24 rồi. Ô thế còn đạm đâu?